quay cho các bạn coi. Bây giờ là tàu sắp sửa cập bến ở Juno. Đây là nhiều tàu lắm nha. Một chiếc nó đã vô đây, hai chiếc nó đã đậu ở đây rồi. Bây giờ một chiếc ở bên này là sắp sửa vô nha. Chiếc này là chiếc Holland qua đi chung với mình nữa. Chiếc Holland Westerdam. Rồi. Đây là bây giờ đây là tới tỉnh Juneau của Alaska. Ở đây cruise ship rất là nhiều. Đi chơi quá trời luôn. Ở trên đây có một cái cáp treo. Người ta đưa lên trên núi chơi, hồi nãy giờ mình thấy mấy cái cáp treo nó xuống đó. Sắp sửa cập bến ở Juneau ha. Đây, cái cáp treo này nó đưa từ người ở dưới này nè, trên dưới này, mình cho các bạn coi. Đó, từ dưới đất mình đi lên trên núi. Đường đi trên núi bây giờ ở trên trên núi nó cũng có một chiếc nó đang xuống. Chiếc này nó đang xuống từ trên cáp treo ở trên, nó đi xuống cáp treo ở trên núi đưa người đi xuống dưới đất này. Còn này là ở trên núi. Rồi hôm nay trời tới đây trời nắng đẹp, hy vọng chúc mình đi chơi nó được ấm hơn chút. Chiếc cáp treo, nó lên núi. Rồi, đây là sắp sửa vô tới Juneau nha. Rồi, ok. Và các bạn, đây là chiếc Disney, chiếc tàu Disney Wonder. Chiếc Disney này là của cho nhiều đứa nít nó đi chơi nhé, của Disney, Disney Cruise. Giờ mấy chiếc tàu kia nó sắp sửa nó vô tới nó nè, ta mấy chiếc nó vô. Rồi, ok. Bye các bạn nha. Rồi. Đây cáp treo đi lên trên núi chơi. Rồi. Ok, bye.